Em về 2 ngày là kịp may đồ cho chị rồi nha. Ừ. Bữa giờ mẹ em ở nhà không có chịu mở tiệm. Mẹ em bị bệnh, chị cần gì nói em tranh thủ làm cho kịp. Thiệt hả? Ừ. Để chị rủ nhỏ em gái gì qua nữa. Chị cứ kêu thêm vài cô nữa, qua một lần đi, em tranh thủ làm luôn. Nhớ giữ lời nha. À mà chị nghe mẹ em nói là em tham gia cuộc thi nhà thiết kế ở Sài Gòn hả? Dạ. Nhớ là phải giành giải nhất, làm rạng danh xóm mình nha. Thôi cảm chị về. Ừ, để em tranh thủ. Em thấy hình như là bác muốn nói chuyện với anh mà không dám đó. Hồi nãy bác đứng đây nè, lén nhìn sau lưng anh đó, anh có biết không? Cho mày bất ngờ cũng tốt mà. Còn bây giờ em đi theo anh ra chỗ này. Giữa lòng phố phồn hoa, lạc lõng những bước chân thôi, xuôi ngược theo dòng trôi, tìm chút ấm áp xa xôi. Sao anh nói là mình sẽ đi chợ mua đồ về nấu ăn mà? Lát ghé nhà chú Năm, nói chú Nhường là giúp cá. Anh muốn ngồi đây hít thở không khí biển chút. Anh muốn có tâm trạng thật tốt trước khi về nói chuyện với mẹ. Em đồng ý. Ừ. Em cũng vậy. Em thích ở đây để ngửi mùi biển. Thích nhất là cái cảm giác của vị mặn nó chảy xuống thầu ở tận cổ họng đây nè. Em hèn chi. Quê người ta ở miền biển nên người ta mặn quá chừng. Quê mình không có được đẹp như quê người ta, nên mình tới đây làm khách, bị nơi này cám dỗ, không muốn về. Anh cũng vậy mà. Chưa bao giờ anh nghĩ anh sẽ rời khỏi quê hương của mình. Ngay cả lúc bác Bảy kêu anh lên Sài Gòn để học nghề và làm việc cũng vậy. Anh cứ nghĩ là lên trên đó một thời gian rồi anh cũng sẽ trở về quê, mở một thương hiệu thời trang riêng cho mình. Ừ, hay đó. Anh nhớ lúc nhỏ, lúc đó anh tầm khoảng 10 tuổi, ba có kể với anh về công việc mà ba mẹ hùng hợp làm ăn với bác Bảy. Rồi ba hỏi anh là nếu sau này lớn lên anh có một thương hiệu thời trang riêng cho mình, anh sẽ đặt tên gì? À, cái này để em đoán. Người có cá tính mộc mạc như anh, biển. Tên gì hả? Thua. Đơn giản lắm. Anh nói là mặn. Mặn. Ừ. Anh muốn tên thương hiệu thời trang của mình phải gắn liền với hương vị tuổi thơ khi em mới lên 7. Ừ. Nhưng thật sự em thấy cái tên mặn này rất là hay luôn á. Anh thật sự cảm thấy bình yên khi ở đây. Và bây giờ anh lại thấy bình yên gấp đôi khi được ở bên cạnh em. Anh chưa bao giờ gặp người con gái nào giống như em. Và anh nghĩ suốt cuộc đời này anh cũng sẽ không bao giờ gặp được người nào như em nữa. Đừng bao giờ rời xa anh nha. Anh không biết mình sẽ như thế nào khi không có em bên cạnh đó. Mỗi phút xoay sống ta gấp thêm tiếng yêu không hề thừa. Mỗi sáng
khi anh nằm dài, mỗi hoàng hôn cuối chân trời đều rực rỡ như ta đã sống những tháng năm qua. Ủa, anh hai. Hai anh chị dậy sớm vậy? Đi học xong phải về liền nghe chưa? Hôm nay anh với chị mấy anh nấu món ngon đãi em nè. Mẹ đâu rồi? Dạ, mẹ đi hồi sớm giờ. Đi đâu vậy? Mẹ đi lên mộ của ba. Ngày nào mẹ cũng đi hết á. Từ sáng tới tối mịt mới về lận anh hai. À, thôi em đi học nha anh chị. Ừ. Anh chị em đi. Con nó về rồi đó. Nó có vẻ bình thường. Con mạnh mẽ lắm. Nó còn dẫn bạn gái về nữa. Nếu em nói cho nó biết sự thật sớm thì ít ra nó còn có thể chăm sóc mẹ ruột nó những ngày cuối đời. Anh có muốn mình tới đó với mẹ anh không? À thôi, em thấy đứng đây vậy cũng được. Anh nghĩ là chúng ta không nên làm phiền mẹ lúc này. Cá chiên thơm quá Út ơi. Trời ơi, chị mấy anh ơi, cái món cá chiên cái này là anh hai em thích nhất luôn á. Thôi đừng có xạo quá ông ơi, ông thích ăn cá còn hơn tôi nữa đổ thừa. À, bác. Mẹ. Hôm nay mẹ anh xuống bếp, mẹ vô ăn với tụi con nha. Mẹ, anh hai với chị Mai Anh á, đợi mẹ từ hồi trưa giờ á. Cũng trễ rồi, mẹ vô ăn cơm nha mẹ. Hai anh chị á, nấu mấy món mà mẹ thích không à. Mẹ đừng khóc mà. Mẹ qua đây ngồi đi. Mẹ đừng có khóc nữa. Con xin lỗi mẹ. Vì thời gian qua con quá bối rối nên có những lúc con cư xử thờ ơ với mẹ. Nhưng công ơn nuôi dưỡng của mẹ trong suốt bao nhiêu năm qua con không bao giờ quên. Mẹ vẫn là mẹ của con, không ai có thể thay thế được hết. Mẹ không bao giờ trách con đâu. Các anh chị em thân mến, hôm nay xưởng may của chúng ta tổ chức buổi lễ tốt nghiệp, coi như là chứng nhận các anh chị em đã hoàn thành xuất sắc cái khóa học này. Sau khi chúng tôi bàn bạc và chúng tôi đi đến kết quả như sau: sắp tới các anh chị em có tên sau đây sẽ cùng đồng hành với lại xưởng may, đó là chị Thành, chị Yến, chị Tâm, chị Ngọc và chị Thắm. Hy vọng rằng với sự giúp đỡ của các chị em, xưởng may của chúng ta sắp tới sẽ thành công và phát triển một cách rực rỡ. Bây giờ xin mời chị Thắm lên có đôi lời phát biểu đại diện cho lớp học. Tôi là Nguyễn Thị Thắm,
Tôi sống ở gần xóm vô gia cư với chân cầu, cùng với các chị em khác. Tôi không có nghiện ngỗng gì hết. Tôi chỉ có đi rửa chén với đi móc bọc thôi. May nhờ có em Mai Anh đã giới thiệu cho tôi tới lớp học may từ thiện này, để tôi có cái nghề. Thật sự là con cảm ơn chú Bảy rất là nhiều, vì đã không chê, tận tâm dạy cho con và các anh chị em. Thật sự là bây giờ còn vui hơn nữa là chú Bảy đã giữ lại con và một vài anh chị em trong lớp học may để được làm việc ở đây. Ơn nghĩa này, con với các anh chị em khắc cốt ghi tâm suốt đời, không bao giờ quên. Cảm ơn chú Bảy, cảm ơn Mai Anh, cảm ơn mọi người. Thay mặt cho lớp học, mấy anh chị em tụi con có bó hoa tươi thắm để tặng chú Bảy với Mai Anh, coi như là một lời cảm ơn ạ. Cảm ơn cô Thắm. Cảm ơn Mai Anh. Cảm ơn chị. Hôm nay nhóm của Hiệp bị đưa ra xét xử. Cuối cùng rồi, cá cũng gặp quả báo anh không?